làm sốt sòi ha. Bây giờ sẽ mình sẽ cái phần định lượng nó bao nhiêu gam sòi á thì các em á, sẽ được có cái công thức cụ thể chi tiết từng gam là ấp vào trong cái nhóm nha. Tuy nhiên á, là ở đây thì cô chỉ chia sẻ là mình lấy ra một cái lượng sòi. Sòi này đã được gọt bỏ tủ lạnh rồi thì các bạn xài sòi nào cũng được nha, sòi cát và lọc thì nó càng ngon hơn nữa, còn không mình xài cát chuông, nói chung là sòi chín thì mình lấy ra khoảng, ở đây cô xài khoảng 4 miếng sòi, còn như cô sắt hạt lựu. Sòi này cô để, cô gọt hôm qua cô để vô ngăn mát tủ lạnh, sòi rất là ngon, sòi cát á. Rồi cô sẽ thêm cái phần để cho tăng cái phần đặc sắc là cô xài cái sugar sòi nè. Hiệu nào cũng được nha, nhưng điều mỗi hiệu nó có cái hương mùi và cái màu sắc đặc trưng khác nhau. Rồi cô sẽ sử dụng từ 50ml đến 60ml cô bỏ vô đây. Rồi cái hỗn hợp này xong thì cái hỗn hợp sòi nó ngọt thì mình phải dặn cho nó đậm đà thì mình cho nó chút xíu muối. Mấy em đừng có hoang mang cô bỏ vô bao nhiêu ml hay là bao nhiêu gam sòi thì công thức nó sẽ được cụ thể như chi tiết luôn ở trong cái nhóm mình á nha. Rồi bắt đầu tiếp tục mình để cho cái hỗn hợp này nó tan ra chút xíu kem cao, rồi cô sẽ cho vô sữa tươi, rồi mình bỏ vô trong cái máy xay, ở nhà mình có máy xay nha, mình bỏ vô máy xay mình quay hỗn hợp này cho nó tan ra cho cô. Lần đây cô sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi xay đều hỗn hợp này, bao nhiêu ml sữa bỏ vô đây thì nữa sẽ có công thức cụ thể ha. Rồi sau khi cái hỗn hợp này á, là xay nhuyễn nè các bạn, xay nè, hỗn hợp nó xòi với sữa nãy nè cô cho đem xay đó. Giờ hỗn hợp này xay nhuyễn rồi cô bỏ cái kem cao này nè, cái hiệu nè các em, dòm cái hiệu nè, whipping ha, hiệu nào cũng được nhưng điều miễn kem mà mình đánh nó bông lên á, mình bỏ vô đây một phần để mình đánh cho nó bông lên. Thì cái bỏ bao nhiêu thì nhớ là cũng đừng có quan tâm nữa nha, tại vì có công thức cụ thể rồi đó. Mình đánh từ từ cái hỗn hợp này cho nó bông cứng lên để mình bắt lên cái bánh thang kè. Thì các em cứ bỏ vô từ từ nha, đừng có đổ hết cái hỗn hợp này vô nha, tại ở đây là cái hỗn hợp này là cô làm tới 2-3 ổ lận, thì cô đánh từ từ, cô chừa lại phân nửa để hồi cô làm ổ sau đây. Rồi mình cứ đánh cái hỗn hợp nè, kem với hỗn hợp sốt xoài đó nãy cô cho cái hỗn hợp vô đó, đánh cho nó bông lên rồi mình sốt lên cái bánh nha. Rồi các em đợi thành phẩm nha.